Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có hai người bạn rất thân, sống cạnh nhà nhau. Tên là Kay và Gerda. Kay và Gerda mỗi người trồng một cây hoa hồng trước sân nhà để bày tỏ tình cảm với nhau. Những cây hoa hồng lớn lên cùng với họ. Vào cuối mùa thu, mùa đông đang đến và cả thị trấn bao phủ trong tuyết trắng. Trong suốt những đêm mùa đông, Kay và Gerda rất vui với những câu chuyện cổ tích do bà của Gerda kể. Tuyết trắng và lạnh buốt từ đâu đến? Gerda hỏi. Từ một nơi rất xa. Bà ngoại trả lời và bắt đầu câu chuyện. Có một vương quốc nọ bao phủ bởi băng đá và tuyết trắng. Bà chúa tuyết sống một mình trong tòa lâu đài băng giá, toàn được làm bằng phép thuật của bà. Bà chúa tuyết rất đẹp và tinh khiết như băng. Nhưng bà chúa tuyết có trái tim ác độc và rất nhiều phép thuật thần kỳ ẩn chứa trong tòa lâu đài băng ba thuật đầy băng giá lạnh lẽo. Tấm gương băng giá là một trong số đó. Đó là một cái gương băng giá mà qua đó bà chúa tuyết có thể nhìn thấu được mọi chuyện đang diễn ra trên trái đất này. Ngay lúc này, Gerda nhìn thấy bà chúa tuyết đang nhìn họ từ phía sau cửa sổ. Kay, bà ơi, nhìn kìa, bà chúa tuyết đang nhìn chúng ta qua cửa sổ. Tớ dám chắc đó chỉ là một con mèo bị đóng băng vì lạnh thôi. Bà ơi, bà chúa tuyết có thể thật sự đến đây được không? Để bà ấy thử. Tớ sẽ nhanh chóng ném bà ta vào ống khói và bà ta sẽ nhanh chóng chảy ra và trở thành bà chúa nước. Nhìn qua gương băng, bà chúa tuyết nghe được những gì Kay nói. Vậy là ngươi sẽ ném ta vào ống khói và biến ta thành chúa nước ư? Ha! Các mảnh băng tuyết, hãy bay đi cùng sức mạnh của ta, tìm ra thằng bé, biến cho đôi mắt và trái tim thuộc về ta, để nó thấy những thứ xấu xa quanh đó và lấy đi tình yêu trong trái tim đó mãi mãi. Bà chúa tuyết ra lệnh cho các mảnh băng tuyết của bà. Bỗng nhiên, một cơn bão tuyết xuất hiện, thổi vào trước nhà Gerda. Các miếng băng di chuyển nhanh về phía Gerda. Tò mò về việc đang xảy đến, Kay mở cửa sổ. Gerda hét lên ngay lập tức. Kay, đừng! Nhưng mà đã quá trễ. Mắt của tớ, có gì đâm vào mắt tớ? Trái tim tớ, chuyện gì xảy ra thế này? Và lúc đó, lời nguyền rủa của bà chúa tuyết được các mảnh băng tuyết thực hiện. Mắt cậu và trái tim cậu bị bóp nghẹt và Kay trở thành một người hoàn toàn khác. Gerda hỏi cậu về những chuyện xảy ra, nhưng Kay la lớn. Không có gì cả, tôi ổn, hãy để tôi một mình. Chuyện này thật kỳ lạ, Kay chưa từng thô lỗ với Gerda trước đây. Cô bé không thể hiểu tại sao bỗng dưng cậu ấy lại bắt đầu hành xử như vậy. Cách hành xử thô lỗ của Kay còn tiếp tục cho đến sáng hôm sau. Khi Kay đang dẫn xe trượt tuyết ra khỏi vườn, Gerda hỏi cậu là cậu đang đi đâu. Cậu lại cáu kỉnh với cô bé. Cậu nhảy lên xe trượt tuyết và chạy ra xa. Gerda chạy theo sau, nhưng không đuổi kịp được cậu. Bỗng nhiên, bà chúa tuyết xuất hiện trên xe trượt tuyết từ một nơi nào đó và Kay bắt đầu theo bà. Gerda sững sờ và không biết làm gì khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt. Bà chúa tuyết đưa cậu ấy đến lâu đài băng tuyết của bà. Gerda ngồi trước cửa sổ ngày qua ngày để chờ Kay trở về. Nhiều tháng trôi qua và mùa đông đã qua, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Kay hết. Không thể chờ đợi được nữa, Gerda quyết tâm. Chỉ mang theo tấm gương mà bà ngoại cho cô, cô bắt đầu ra đi tìm kiếm người bạn Kay thân thiết nhất của cô. Gerda dũng cảm vượt qua rất nhiều con đường và hỏi mọi người cô gặp trên đường xem họ có thấy Kay không. Cuối cùng, cô đến một bờ sông.
Và cô nhìn quanh, không thấy ai để có thể hỏi về người bạn Kay hết. Cô hỏi dòng sông, nhưng dòng sông không đáp lại. Vào lúc đó, một con chim biển đến bên cạnh cô. Chắc chắn là dòng sông sẽ trả lời cho cô hay. Nhưng trước tiên cô phải tặng cho dòng sông một món quà đã. Gerda tháo chiếc vòng cổ yêu quý của mình và đặt nó vào dòng nước trên dòng sông. Bỗng dưng một điều kỳ lạ xảy ra. Một con thuyền nhỏ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô. Gerda nghĩ là dòng sông thích món quà của cô nên trả ơn cho cô. Ngay khi cô nhảy lên, chiếc thuyền bắt đầu tự di chuyển. Chiếc thuyền đưa Gerda qua bên kia sông. Ở đây có một khu vườn đầy hoa bí ẩn với đầy đủ các màu sắc cầu vồng. Gerda chưa từng thấy vườn hoa nào đẹp như vậy trong cuộc đời. Nhưng còn thiếu thứ gì đó. Không loại hoa nào ở đây có mùi thơm hết. Bên kia khu vườn, cô thấy một người phụ nữ đang tiến về phía cô. Bà là chủ của khu vườn. Chào cô bé xinh đẹp của ta. Bà chào mừng Gerda bằng một nụ cười. Và bỗng nhiên, cô nhận ra là cô lại có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa trong khu vườn của bà. Tôi xin lỗi vì tôi vào vườn của bà mà chưa xin phép bà. Không sao, cô bé yêu quý. Hãy đến đây nào. Ta rất vui vì con đến đây. Lâu lắm rồi không ai ghé qua khu vườn của ta. Kể ta nghe, tại sao con đến đây một mình vậy? Gerda kể cho bà nghe chuyện cô đang đi tìm người bạn của cô là Kay và hỏi bà có từng thấy Kay không. Nhưng bà nói rằng bà chỉ gặp có mỗi Gerda. Thật vậy sao? Vậy thì cháu phải quay lại rồi. Cháu phải đi tìm Kay ngay. Bà chủ vườn hoa thật sự không muốn cô bé rời đi, nên bà bèn nói dối. Con nói về Kay hả? Để ta xem. Hình như ta thấy cậu ấy đâu đây. Gerda kể cho bà nghe mọi chuyện. Và khi bà chủ vườn hoa nghe Gerda nói đến tên bà chú Tuyết thì bà rất lo lắng. Bà chú Tuyết ư? Hãy tránh xa bà ta ra. Cái thứ lạnh lẽo, bà ta khiến cho bao nhiêu hoa của ta nhiều năm không có mùi hương. Sau đó, bỗng dưng bà muốn chải đầu cho Gerda. Gerda không hiểu tại sao, nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng. Cô bé Gerda không biết rằng đó là chiếc lược ma thuật. Và chiếc lược thần kỳ làm cho Gerda quên hết mọi thứ cô biết, chỉ còn lại niềm vui. Nhưng bà chủ vườn hoa không có tâm địa độc ác, bà chỉ làm vậy cho vui. Khi cô bé thức dậy từ giấc ngủ ngọt ngào, Gerda không còn nhớ gì. Thậm chí là cô không biết tại sao cô ở đây và làm cách nào cô đến được đây. Nhưng khi cô thấy những đóa hoa hồng trên nón người phụ nữ, cô bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Không có thứ ma thuật nào có thể vượt qua được sức mạnh của tình yêu đích thực. Gerda không biết cô đã ở đây bao lâu. Trong khu vườn ngái ngủ, nhưng những ký ức của cô bỗng quay lại. Cô ngay lập tức quay trở lại bờ sông. Con thuyền vẫn còn ở đây, nhưng cô không biết đường nào để đi hay phải làm gì bây giờ. Lúc này một con quạ bay trên đầu cô bé và như muốn nói với cô một điều gì đó, nên Gerda đi theo con quạ. Cô theo con quạ một lúc, cho đến khi họ đến vùng biển băng. Ngay giữa biển băng có một con tàu của hải tặc từ rất lâu rồi. Con quạ bay đến đó và đậu vào. Bằng con thuyền nhỏ của Gerda theo chân con quạ và nó chỉ cô đến con tàu. Đây có phải là cách tôi có thể đến được lâu đài của bà chú Tuyết bằng con tàu hải tặc này? Các hải tặc xuất hiện trên bon tàu và một trong số đó có một cô con gái hải tặc. Cô đến gần Gerda. Mày sẽ đi tới nơi chúng tao đi và đó là không nơi nào. Ngay lúc này, bà chú Tuyết cố gắng làm cho Kay quên đi mọi thứ trong quá khứ. Và bà đã gần như làm được. Nhưng dù bà làm gì thì vẫn còn hình ảnh của Gerda trong trí nhớ của Kay. Gerda, Gerda, ngay khi trái tim người hóa thành băng đá thì ngươi sẽ không còn nhớ được thứ gì nữa. Phát hiện người bạn Kay của cô bị giam cầm trong các lâu đài của bà chú Tuyết,
Con gái hải tặc nói với Gerda, tốt nhất là quên cậu ta đi, bởi vì không có cách nào để đưa cậu ta ra khỏi đó. Em không thể quên được, cậu ấy là bạn thân nhất của em. Em phải đi tìm cậu ấy. Gerda trả lời. Cô gái hải tặc thật sự không hiểu được sự kiên trì của Gerda. Thật sự là cô muốn cô bé ở đây để làm bạn với cô. Nhưng Gerda vẫn nhất quyết đi tìm Kay. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giải cứu cho cậu ấy. Bởi vì cô gái hải tặc không có bạn, nên cô thật ngưỡng mộ thái độ của Gerda và quyết định giúp cho Gerda. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, cô gái hải tặc mang cho Gerda một con tuần lộc. Đây là con tuần lộc nhanh nhất trong vương quốc tuyết. Và cô sẵn lòng chỉ đường cho Gerda đi. Hứa với chị là khi nào em trở thành nàng tiên băng, em sẽ cứu luôn cả tàu của chúng ta. Em hứa, em sẽ đền ơn cho chị. Gerda trả lời. Cưỡi tuần lộc, Gerda lên đường. Trước tiên cô bé phải tìm ra cách để có thể đánh lại bà chúa tuyết. Tuần lộc sẽ chỉ cho cô bé làm cách nào. Sau hành trình dài, họ đi đến Bắc Cực. Một ông già thông thái chào đón họ. Ồ, rốt cuộc thì cháu cũng mang theo gương ư? Gerda không hiểu tại sao ông lão thông thái lại biết về cái gương của cô. Tuy vậy, cô bé biết là cô đã đến đúng nơi. Và cô mang gương ra và cho ông lão xem. Vậy là tôi sẽ đến chỗ bà chúa tuyết với cái này sao? Đây là cái gương ma thuật. Nó cho thấy sự thật không là gì, nhưng là sự thật. Và thậm chí là nó... nó ẩn sâu bên trong. Bởi vì không có gì mạnh hơn tình yêu. Sức mạnh thật sự của chúng ta chính là tình yêu. Gerda biết được bà chúa tuyết là ai nhờ vào ông già thông thái. Nếu cô biết được sự thật thì cô có thể chống lại bà ta. Bởi vì lúc còn trẻ, bà chúa tuyết thật sự là một người tốt, đầy tình yêu. Cô đến đâu thì hoa nở đến đó. Và ánh mắt biết cười của cô tỏa sáng hơn cả mặt trời. Cô là người độc nhất vô nhị và là cô gái hạnh phúc, có tên là Lila. Nhưng mọi người nghĩ cô là phù thủy nên không dám chơi cùng, thậm chí là nói chuyện với cô. Bị bỏ rơi một mình, Lila không còn thấy hạnh phúc nữa. Cô bắt đầu ghét mọi thứ và mọi người xung quanh của cô. Cho đến một ngày cô ước. Ai có ý nghĩa với tôi sẽ hóa thành băng tuyết. Sau đó, cô xây một tòa lâu đài bằng tuyết và sống xa lánh mọi người ở đó, hoàn toàn không có tình yêu hay niềm vui. Gerda đến lâu đài của bà chúa tuyết và bước vào bên trong. Cô thấy Kay trong một góc nhà và đang khắc băng. Cậu ở đây rồi, tớ đã tìm cậu. Kay, là tớ đây. Gerda, cậu còn nhớ tớ không? Kay nhìn Gerda nhưng không nhận ra cô. Ha ha. Trái tim cậu ta như mọi thứ khác ở đây đã hóa thành băng đá rồi. Gerda không mấy chú ý đến lời bà chúa tuyết đang nói. Bỏ cậu ta ra, bây giờ nó thuộc về ta. Ta cũng sẽ hóa ngươi thành băng tuyết. Không, bà sẽ không làm như vậy. Kay, tớ yêu cậu. Kay bắt đầu chậm chậm nhớ lại. Gerda, ồ, tớ nhớ ra cậu rồi. Điên tiết, bà chúa tuyết nhanh như chớp chĩa cây đũa thần và phát ra điều nguyền rủa của chúa tuyết. Ngay lúc này, Gerda lấy chiếc gương ra và nắm chặt lấy gương để chống lại lời nguyền. Đối đầu với gương thần, lời nguyền rủa biến mất. Ngay thời điểm này, bà chúa tuyết nhìn vào gương của Gerda và thấy nó không còn phản chiếu gương mặt của bà, mà chỉ phản chiếu hình ảnh của một cô gái nhỏ, khuôn mặt của Lila. Bỗng nhiên, bà chúa tuyết quay lại thời còn trẻ và đầy tình yêu và trở lại thành Lila. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tôi đã biết ra tôi thật sự là ai. Tôi lại được tự do rồi. Chào tạm biệt. Kay và Gerda nhìn nhau và mỉm cười. Từ bây giờ, chúng sẽ không bao giờ phải lìa xa nữa và sẽ lớn lên cùng nhau.
như những cây hoa hồng chúng trồng trước sân nhà. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ. Mặc dù họ rất muốn có một đứa con, vậy là đủ với họ, nhưng vẫn không có được. Một ngày kia, người vợ đến gặp bà phù thủy già và nói rằng cô muốn có một đứa con. Đừng buồn, cô gái của ta ơi. Có chí thì nên mà, sẽ có cách thôi con à. Hãy cầm lấy hạt giống này, gieo nó vào một cái chậu và chờ đợi điều ngạc nhiên xảy ra. Người vợ rất vui và mỉm cười cảm ơn bà phù thủy. Để đền đáp cho điều kỳ diệu đó, cô gửi lại bà phù thủy một ít tiền. Ngay sau đó, cô đi thẳng một mạch về nhà và trồng hạt giống vào trong chậu. Hết sức kiên nhẫn, cô bắt đầu mong đợi ở bên cạnh cái chậu. Không lâu sau đó, một bông hoa tựa như hoa tulip lớn mọc lên. Lúc đó cô thầm nghĩ, thật là một bông hoa tuyệt đẹp. Khi những cánh hoa chưa nở, cô với lấy bông hoa và hôn lên bông hoa này. Không lâu sau đó, những cánh hoa bắt đầu nở. Phía trong bông hoa có một em bé đang ngồi trong đó. Cô rất bối rối, bế lấy bé gái rất nhỏ nhắn trên đôi bàn tay. Con là một đứa bé quá nhỏ nhắn. Nên ta đặt tên con là Thumbelina. Cô làm cho Thumbelina một cái nôi bằng vỏ quả ốc chó. Nệm thì lấy từ một chiếc lá màu tím và mền thì làm từ mấy cánh hoa hồng. Thumbelina dường như thích nghi với cuộc sống mới rất dễ dàng. Vào buổi tối, cô bé ngủ trên chiếc giường được làm riêng cho cô bé. Và ban ngày thì cô bé chơi trên bàn và hát hò. Một đêm nọ, khi Thumbelina đang ngủ trên giường, thì một con ếch xấu xí xuất hiện từ bên cạnh cửa sổ. Nó thấy cô bé tí hon đang ngủ trên chiếc củi làm từ quả ốc chó. Ấp ấp, ôi trời ơi, cô bé tí hon thật là xinh đẹp. Cô bé này sẽ là người bạn tốt của con trai ta đây. Nhanh như cắt, con ếch cắp lấy cái nôi quả ốc chó và nhảy ra khỏi cửa sổ. Ngay bên cạnh căn nhà có một cái đầm lầy. Căn nhà của con ếch xấu xí và đứa con trai thì ở ngay trong đầm lầy này. Con trai của con ếch xấu xí thì cũng xấu y chang như cha nó. Khi nó thấy cô bé tí hon mà cha ếch đã mang về cho nó rống to lên hết mức. Ấp ấp, ấp ấp. Đừng có kêu nữa, con làm cô bé thức giấc bây giờ. Con bé mà thức giấc thì nó sẽ sợ mất vía mà chạy trốn mất. Ấp ấp. Hai cha con ếch quyết định làm cho cô bé tí hon một nơi để cô bé ở lại. Ếch cha nảy ra một ý kiến hay. Hãy để cô bé tí hon trên một chiếc lá hoa súng đặt trên dòng nước. Nếu như toàn là nước xung quanh, thì cô bé khó mà chạy trốn được con trai à. Ếch cha đưa Thumbelina mang cả cái củi, đặt trên một chiếc lá hoa súng. Vào buổi sáng, khi ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống lung linh, thì Thumbelina thức giấc. Và khi thấy mình đang không còn ở nhà và thấy xung quanh toàn là nước, thì cô thật sự sợ hãi và bắt đầu khóc. Mình đang ở đâu thế này? Hai cha con ếch nhảy tới bên chỗ Thumbelina. Đây là bạn mới của con. Ta chuẩn bị cho con một căn nhà mới rồi, ở rất sâu dưới nước trong đầm lầy này. Hai cha con ếch lấy cái nôi làm bằng vỏ ốc chó của Thumbelina mang ra khỏi chỗ của cô bé đang đứng trên chiếc lá. Ngay lúc này, một vài chú cá đỏ đang bơi dọc theo đó. Chúng nghe thấy chuyện con ếch xấu xí đã nói. Chúng không thể chịu đựng được ý tưởng của con ếch xấu xí đã vạch ra cho cô bé xinh đẹp như Thumbelina. Đừng lo, cô gái bé nhỏ, chúng ta sẽ tìm cách cứu em. Chúng cùng với nhau gặm vào thân của chiếc lá súng, chỗ cô bé tí hon đang ngồi trên đó và gặm đứt nó. Một mình cô bé trên chiếc lá xuôi theo dòng nước hiện tại và tìm cách trốn thoát. Cùng chiếc lá xanh xuôi theo dòng chảy hiện tại, những chú chim nhìn theo cô bé một cách ngưỡng mộ. Wow, cô bé tí hon thật là xinh đẹp. Khi đang trên đường đi, cô băng ngang qua một con bọ khá lớn. Nó bắt lấy cô nhanh như cắt và đặt cô trên một cái cây. Thấy mình đang ở trên cây, Thumbelina rất sợ hãi. Ông là loài bọ gì vậy? Sao ông lại đưa tôi tới đây?
Tôi là loài bọ da. Trước giờ ta chưa từng thấy loài nào như cô, nên ta muốn các bạn bè ta được nhìn thấy cô. Sau đó, rất nhiều con bọ da khác cùng ở trên cây đến xung quanh đó để gặp Thumbelina. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng các con bọ da đều ganh tị với sắc đẹp của cô bé tí hon. Cô là loài sinh vật kỳ lạ. Trông thật là yếu ớt, thậm chí cô ta còn không có cánh kìa. Thật là xấu xí. Anh thử nhìn vào mặt cô ta mà xem. Cô có thể tự do đi đâu mà cô muốn. Chúng tôi không muốn thấy một sinh vật quá xấu xí như vậy ở gần chúng tôi. Thumbelina trải qua cả mùa hè một mình. Cô bé vượt qua đói khát bằng cách uống nước trên các bông hoa. Thời gian dài trôi qua và thời tiết bắt đầu lạnh giá. Vì cô bé toàn mặc quần áo mùa hè nên cô bé bắt đầu cảm thấy lạnh. Một cánh đồng xuất hiện ở đằng xa. Cánh đồng này toàn là rơm rạ. Sau khi đi dọc theo cánh đồng, Thumbelina quyết định bước xuống cánh đồng. Phía dưới đống rơm, cô đã tìm thấy nhà của chuột đồng. Đây là cơ hội để tìm ít thức ăn, nên Thumbelina gõ cửa nhà chuột đồng và hỏi xin một ít lúa mạch. Chuột đồng tốt bụng mời cô vào nhà. Cô bước vào nhà ngay và ăn hết thức ăn mà chuột đồng đưa ra cho cô. Con chuột đồng rất mến Thumbelina. Nếu cô kể chuyện cho ta nghe mỗi ngày, thì ta sẽ cho phép cô ở lại đây cho đến hết mùa đông. Thumbelina vui vẻ đồng ý lời đề nghị của chuột đồng. Hôm nay ông hàng xóm của ta sẽ đến đây. Ông ta giàu có hơn ta. Nếu cô đi cùng ông ta thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà ông ta khá là xấu xí đó. Cô phải kể cho ông ta nghe những câu chuyện cổ tích hay nhất nhé. Và sẽ được ở lại với ông ta mãi mãi. Một lát sau đó, phía đằng sau lớp lông tím của chuột đồng xuất hiện một con chuột cống. Thumbelina không có mấy cảm tình với chuột cống, nhưng không muốn làm chuột đồng thất vọng, nên cô đồng ý hát một bài hát cho chuột cống. Bay đi, cô gái bọ, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai. Và mai mẹ sẽ mua cho cô giày và cả quần áo mới. Mặc dù ông ta không nhìn thấy gì cả, nhưng chuột cống cảm thấy rất thích Thumbelina và quyết định đưa Thumbelina về nhà. Ta đã làm các con đường này bằng cách đào một cái hố và làm thành đường hầm. Nếu cô có thể đi cùng đường với ta, thì ta sẽ chỉ cho cô nhà của ta. Thumbelina ngần ngại trước khi đi. Thấy chuột đồng gật đầu, nên Thumbelina cũng đồng ý lời đề nghị của chuột đồng. Họ đi theo đường riêng. Trong lúc đó, họ thấy một chú chim nhạn nằm trên đường, với đôi cánh xoải ra bên cạnh và chân nép vào dưới lông. Lúc nãy ta không thấy con chim này ở đây. Hình như nó mới bị rơi xuống hố đó. Thumbelina nhớ về chú chim trong rừng khi chúng vây quanh cô bé. Cô không thể giang tay ra giúp đỡ chú chim trong tình cảnh này, nên rất buồn. Lỡ khi chuột đồng và chuột cống không để ý, cô quay lại chỗ chú chim nhạn và hôn lên nó. Chú chim này có thể là một trong những chú chim hót líu lo trong suốt mùa hè đây. Nếu vậy thì ta mang ơn chú chim này lắm. Nhanh nào Thumbelina, chúng ta đang chờ cô đó. Đêm đó cô bé không chợp mắt được. Cô làm một cái chăn bằng rơm, đi đến chỗ hành lang và đắp cho chú chim nhạn. Cô nhúng ướt chiếc lá bạc hà là chiếc mền của cô và đắp lên đầu chim nhạn. Nhanh nhanh khỏe lại nha, con chim nhỏ. Những ngày sau đó, Thumbelina đi tới và trông chừng chim nhạn và xem chim nhạn có còn mở mắt nữa không. Tôi không biết nói sao để cảm ơn cô. Cô đã chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ từ từ bình phục mà thôi. Khi tôi hoàn toàn bình phục rồi, tôi sẽ đến chỗ các bạn của tôi ở vùng đất ấm áp hơn. Ở ngoài trời lạnh lắm, cậu nên nghỉ ngơi ở nơi ấm áp này và từ từ bình phục. Sau khi khuyên chim nhạn, Thumbelina mang cho chim nhạn một ít nước từ cánh hoa hồng và giúp nó uống nước. Sau đó cô nghe chim nhạn kể chuyện đôi cánh của chim nhạn đập vào bụi cây. Con chim nhạn đang bay, cố gắng bay nhanh như các bạn, nên chim nhạn thấy mệt và té xuống. Cuối cùng mùa xuân cũng tới và mặt trời lại bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất.
Chim nhạn biết rằng đã đến lúc phải tạm biệt Thumbelina. Cô có muốn đi cùng tôi đến chỗ khu rừng nhiệt đới không? Tôi rất muốn đi cùng anh, nhưng người bạn chuột đồng sẽ rất buồn nếu tôi rời bỏ cô ấy. Vậy thì phải tạm biệt cô rồi, Thumbelina. Hy vọng có một ngày nào đó có thể được gặp lại cô. Thumbelina đậm nước mắt trông theo chim nhạn bay xa. Khi mùa hè sắp tới, Thumbelina bắt đầu thấy lo lắng. Mùa hè đến rồi, và bây giờ chuột cống lông tím muốn kết hôn với cô. Chúng ta nên chuẩn bị một số quần áo đẹp thôi. Trong suốt mùa đông trôi qua, cô đã sẵn sàng sống với chúng ta dưới lòng đất rồi, Thumbelina. Trước khi Thumbelina bắt đầu cuộc sống của mình dưới mặt đất lạnh lẽo và tối tăm, cô bước ra ngoài lần cuối cùng để nhìn thấy ánh mặt trời. Ngay lúc cô bé vừa bước ra, thì cô nghe thấy tiếng chim hót trên đầu. Khi cô bé quay đầu lại, thì thấy chú chim nhạn mà cô rất yêu mến. Thumbelina nói với chim nhạn rằng cô chuẩn bị phải cưới chuột cống và cô phải sống dưới lòng đất mà không có chút ánh nắng mặt trời. Mùa đông gần tới rồi, bọn tớ đang chuẩn bị đi về nơi ấm áp hơn. Hãy đi với chúng tớ và cứu lấy cuộc sống của mình nhé. Tớ sẽ cho cậu ngồi trên lưng. Lúc này Thumbelina đồng ý lời đề nghị của chim nhạn và nó đưa Thumbelina đi. Thumbelina và chim nhạn bay qua khu rừng nhiệt đới, có biển, những ngọn núi bị tuyết bao phủ. Khi hai người bạn đến xứ nóng, nơi này toàn những thứ thú vị. Mặt trời chiếu sáng và bầu trời thật lấp lánh. Đây là nhà của tớ. Hãy chọn lấy bông hoa đẹp nhất cho cậu nhé. Ở đây đẹp quá. Chim nhạn đặt Thumbelina trên một bông hoa xinh đẹp. Và ở trong đó cô bé tí hon xinh đẹp Thumbelina rất vui. Ngồi trong bông hoa và quan sát mọi thứ xung quanh, cô bé rất kinh ngạc. Trong bông hoa này có một cậu bé tí hon cũng nhỏ nhắn như cô bé. Cậu bé này là tiên hoa của bông hoa này. Mỗi bông hoa thì có một vị tiên hoa. Cậu bé cao bằng một ngón tay. Cậu có đôi cánh nhỏ trên vai và vương miệng vàng trên đầu. Đây là lần đầu tiên chàng tiên hoa thấy một cô bé xinh đẹp và cũng nhỏ xíu y như cậu. Tên cậu là gì vậy, cô bé xinh đẹp? Tớ tên là Thumbelina. Tiên hoa lấy vương miện ra khỏi đầu cậu bé và đặt nó lên đầu của Thumbelina. Nếu cưới ta làm chồng, em sẽ là hoàng hậu của các loài hoa ở đây và em sẽ sống thật hạnh phúc. Sau khi trải qua nhiều nghiệt ngã, trong một khu cảnh tuyệt đẹp như hiện tại, Thumbelina rất vui khi nghe lời đề nghị của chàng tiên hoa điển trai. Chàng tiên hoa nắm lấy tay của Thumbelina và ngay lúc này, đôi cánh xuất hiện trên vai của Thumbelina. Thumbelina trở thành hoàng hậu tiên hoa. Họ cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.